Xin chào các anh các chị, em là Linh CMT. Thay mặt cho công ty trách nhiệm hữu hạn Rexpro Việt Nam thì em sẽ tổng hợp và trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến cái bộ sản phẩm thu đông năm 2019 của Dunex Pro mới mới tung tung ra trong thị trường thời gian vừa vừa qua. Thì em có nhận được một số những câu hỏi liên quan, thứ nhất là đến chất vải, rồi đến mẫu mã, rồi đến tính ứng dụng, hay là về những cái chính sách đổi trả mua hàng của Rexpro. Thì em sẽ tổng hợp và trả lời lần lượt theo các câu hỏi. Ví dụ như đầu tiên là câu hỏi của một chị là tại sao bên mình không ra nhiều mẫu hơn và phù hợp với giới trẻ hơn nữa. Thì em xin trả lời như sau. Về mẫu mã thì không, cái phòng thiết kế của bên em thực tế là mỗi ngày họ đều đưa ra đề xuất với phía ban lãnh đạo công ty, rồi có rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm mới. Tuy nhiên mà để mà lựa chọn một cái sản phẩm đến tay người sử dụng, tức là người khách hàng, thì chúng tôi luôn phải theo một cái phương châm, đấy là xuyên suốt là phát triển bền vững. Chúng tôi phải tính đến cái chất lượng, cái giá trị sử dụng cũng như cái tính ứng dụng của sản phẩm nhiều hơn. Mỗi một mẫu mà trước khi đưa ra thị trường thì đều phải nghiên cứu theo cái xu hướng của thời đại, theo trend của thế giới để bắt kịp, nhưng mà vẫn đảm bảo cao về cái tính thẩm mỹ cũng như là tính ứng dụng. Rồi chúng tôi cũng phải tuân theo khá là khắt khe về các cái yêu cầu của các cái bộ môn liên quan, môn thể thao liên quan. Ví dụ như là yếu tố màu sắc, rồi màu sắc của sản phẩm có tương phản, rồi có hỗ trợ cho khi mà người ta thi đấu thì người ta tập luyện hay không, chất liệu sử dụng như thế nào, rồi các cái vùng vận động của từng môn ra làm sao để mà kết hợp tất cả các yếu tố đấy để đưa ra một cái sản phẩm cuối cùng đến tay người người tiêu dùng. Thì chúng tôi luôn luôn phải chọn một cái sản phẩm đấy là tối ưu và nó phải làm thế nào nhất để phù hợp với đại đa số những cái khách hàng của chúng tôi. Ở đây đấy là những khách hàng năng động, khách hàng chơi thể thao chuyên nghiệp, khách hàng chơi thể thao phong trào. Vậy thì ở đây có một cái câu hỏi liên quan đến chất liệu vải là năm nay thì chọn chất vải thun khác với vải gió, và tại sao lại sử dụng vải thun? Thì vải thun hay là vải gió thì thông thường nó đều là có một cái nguyên liệu thực tế là từ polyester chuyên dụng. Rồi tuy nhiên thì mỗi một cái chất liệu vải nó sẽ có những cái tính ứng dụng riêng của nó. Ví dụ như là vải gió thì nó sẽ sử dụng để có thể như là chắn gió rất là tốt, rồi chống nước, rồi nhẹ, rồi bền, bề mặt thì khá là bóng đẹp. Vải thun thể thao thì vải thun thường họ sẽ dùng spandex để họ phối với cả polyester, và thành phần chính sẽ là polyester để tăng cái độ co giãn và nó thoát mùi, giữ ấm. Tuy là giữ ấm cơ thể nhưng nó khi mà chúng ta vận động trong một cái thời gian khá là dài á thì nó phải đàn hồi tốt, nó sẽ có cái khả năng là thoát hơi nhanh, chống bí cho người mặc, đặc biệt là khi chúng ta hoạt động chúng ta chơi thể thao khá là lâu. Vậy thì vải này có co giãn hay không? Đây là một câu hỏi rất là hay ạ, tức là nó sẽ thay thế cho cái vải vải nỉ. Vải nỉ thì thực ra nó cái độ đàn hồi của nó rất là kém, cũng như là vải gió cũng vậy, thì cái độ đàn hồi của vải thun nó sẽ tốt hơn, nó sẽ có một cái độ co giãn vừa phải để đảm bảo cho các anh các chị khi mà vận động chúng ta vẫn thoải mái được. Nhưng mà vì cái ưu điểm của spandex cũng như là polyester, tức là cái chun phối với cả chất liệu polyester á, thì nó có một cái sự định hình về cái mặt về cái định hình của sợi vải, nó sẽ nhanh chóng nó tạo lại cái giữ cái form dáng ngay từ cái ban đầu. Sợi có bị bung hay không, rồi vải có bị dão khi mà giật nhiều lần hay không, thì thun thể thao như em có vừa trao đổi đó, là nó có một cái độ đàn hồi nhất định, đặc biệt là chất liệu polyester phối kết hợp với cả spandex tức là chun thì cái bề mặt nó rất là bóng, kết cấu sợi vải bền, nó sẽ hạn chế tối đa được cái việc mà chúng ta rút sợi hay là gọi là bung sợi. Về cái ưu thế của vải thun thì vì nó đàn hồi tốt nên nó nhanh chóng nó định hình lại cái hình dạng ban đầu của nó, chính vì thế mà khi nó sẽ khắc phục rất là nhiều
so với các loại khác là chúng ta sử dụng dạng thời gian nó sẽ bị bay, bị dão theo thời gian. Tuy nhiên thì cái thời gian về cái một cái nữa câu hỏi tiếp là mà sản phẩm này sẽ giặt tay hay là giặt máy, thì giặt thì có bị phai màu hay không? Giặt tay hay là giặt máy á thì các anh các chị đều có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì hãy hãy lựa chọn trên máy giặt của các anh các chị nó đều có một cái chế độ để mà chúng ta lựa chọn để phù hợp với chất liệu vải thun, để chúng ta luôn chọn đúng và chúng ta sẽ tăng được cái độ bền cũng như là cái thời gian sử dụng của sản phẩm. Cái màu của sản phẩm thì Durex Pro sử dụng cái chất liệu vải rất là cao cấp, đặc biệt là cái tất cả những cái nguyên phụ liệu mà chúng ta dùng trên sản phẩm, đấy là ví dụ như là mực. Mực thì chúng tôi dùng 100% là mực sạch. Mực này đạt chuẩn Ecotec và cái công nghệ nhuộm màu để đẩy màu vào với các sợi vải thì công nghệ nhuộm màu cao, thông thường bây giờ người ta sẽ dùng là in chuyển nhiệt. Nó sẽ đảm bảo được cái tính chất là không bị phai màu và an toàn với người sử dụng. Câu hỏi liên quan đến logo là logo có bị chóc không? Mình có một số trang phục là bị gãy khi mà giặt nhiều lần. Logo được in trên logo của Durex Pro năm nay thì chúng tôi cũng như là các cái năm về trước thì chúng tôi được dùng cái sử liệu một cái số cái chất liệu khá là bền, có nghĩa là thun, ví dụ như là thun cao su hoặc là in 3M phản quang. Thì với cái chất liệu này thì nó có độ đàn hồi tốt và nó không bị gãy khi mà chúng ta giặt. Đặc biệt là cái công nghệ mà chúng tôi ép cái logo vào với cả lên sản phẩm thì chúng công nghệ cao, nó đáp ứng được cái nhiệt độ theo cái tiêu chuẩn quy định. Chính vì vậy nó tăng được cái độ kết dính rất là cao và nó không có cái tình trạng là logo sẽ bị chóc sau một thời gian sử dụng hoặc là nó bửa hay là vỡ sau một thời gian sử dụng. Về khóa khóa thì có bị bung không? Durex Pro thì chúng tôi hiểu được rằng cái sản phẩm có dù chúng tôi có sử dụng cái chất liệu có tốt đến đâu, cái mẫu mã nó có đẹp đến đâu, công nhân chuẩn chỉ, kỹ năng tốt, đường may chuẩn đẹp, mà cái phụ liệu chúng tôi sử dụng ở trên đấy nó kém thì nó cũng ảnh hưởng đến rất là nhiều đến cái sản phẩm và cái sản phẩm nó coi như là bỏ đi. Vậy thì vẫn là cái phương châm phát triển bền vững, chúng tôi lựa chọn những cái loại khóa cao cấp trên thị trường khi mà chúng tôi ký hợp đồng với các cái đơn vị cung cấp nguyên phụ liệu thì yêu cầu của họ là phải đạt chuẩn. Ví dụ như là tôi nói đơn giản ở đây là khóa khóa thì trơn, không bị rít, cứng, và yêu cầu là cao nữa về cái phần cái cấu răng cưa nó phải bền, nó đàn hồi tốt, nó phải định hình được. Nên khi mà Durex Pro có một thời gian chúng ta sẽ phải gấp gấp sản phẩm ở trong bao bì từ 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 truyền và đến lưu kho và đến vận chuyển và đến tay khách hàng, nó sẽ là một thời gian khá là lâu và yêu cầu của chúng tôi là nó phải đảm bảo được cái phần 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 khóa này nó sẽ định hình nó mềm. Khi mà nó tới được tay khách hàng thì cái phần gấp gấp khóa gấp nó sẽ không bị bung. Và cái thứ hai là cái khóa này bắt buộc phải có chống trượt, tức là chống tuột lẫy, nó có một cái lẫy tự động, khi mà các anh chị kéo lên thì chúng ta thấy rất là thoải mái khi mà kéo, và khi mà chúng cạnh các anh chị buông ra thì nó sẽ tự động nó có một cái khóa để nó lẫy và lẫy để nó cố định cái vị trí của cái khóa đấy. Về cái cổ tay tay sắn tay thì có bị dão hay không? Tức là hiện tại trên cái bộ thun năm 2019 thì bên Durex Pro thì có sử dụng cái sản cái gọi là cái chất liệu ở cổ cũng như là tay tay áo thì là sử dụng chất liệu sợi spandex phối với cả polyester, nó sẽ đảm bảo một cái độ bền cao. Cấu trúc dệt thì chúng tôi tăng cường để tạo tạo cái độ cứng form cho cái tay áo và cổ áo, nó sẽ có một cái độ đàn hồi khá là tốt. Nhưng mà khi các anh chị có kéo tay áo lên một thời gian rồi chúng ta bỏ xuống hay như thế nào đấy thì sắn lên thì nó cũng vẫn sẽ định hình cái vị trí ban đầu, đặc biệt là nó phù hợp với cái vị trí mà chúng tôi sử dụng ấy, là ở cổ áo cũng như là ở tay áo, thì đấy là một số vị trí khá là nhạy cảm, khá là bẩn. Thì cái chất liệu này nó sẽ chống bẩn một cách tự nhiên và nó rất là dễ để mà chúng ta giặt sạch.
Có các câu hỏi liên quan đến form dáng như là lần lần trước mình có lấy một bộ size L, áo thì vừa, quần hơi rộng, không biết bộ này có như bộ trước hay không. Thì form của Direct Pro năm nay thì chúng tôi sẽ nhấn mạnh hơn là chúng tôi sẽ sử dụng form classic theo form chuẩn của quốc tế. Mọi năm thì Direct Pro có sử dụng là form theo yêu cầu của tiêu chuẩn của các cái vận động viên mà chúng tôi nghiên cứu về thể thao. Chúng tôi sẽ đưa ra một cái form chuẩn chung nhất, cho nên là sẽ nhỏ và phù hợp với người Việt Nam. Tuy nhiên mấy năm nay thì khách hàng có yêu cầu là sản xuất thêm một cái form nữa, vì có những cái khách hàng là hơi quá khổ, thì chúng tôi đã chuyển sang form classic để đảm bảo cái size nó phù hợp hơn với tất cả các đối tượng khách hàng. Thì mỗi một cái cơ thể của các anh các chị thì nó đều có một cái thông số và số đo không không giống nhau, chính vì vậy mà để lựa chọn được cái form chuẩn nhất thì các anh chị có thể soi xem vào cái form, cái quy định số chiều cao cân nặng, cũng như là trao đổi thêm với cả chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được tư vấn, để được hỗ trợ và lựa chọn cái sản phẩm phù hợp nhất, mặc đẹp nhất. Liên quan đến cái chính sách bán hàng thì em có nhận được câu hỏi như sau: không vừa thì có được đổi size hay không, đổi như thế nào và trong thời gian bao lâu? Sản phẩm của Direct Pro thì các chị hoàn toàn có thể được đổi miễn phí trong 5 ngày. Tức là thời gian đổi trả là 5 thời gian đổi là 5 ngày kể từ ngày mà các chị cầm ở trên tay sản phẩm đấy. Điều kiện nữa là các chị phải đảm bảo sản phẩm còn nguyên tem mác đóng ở trong bao bì của nhà sản xuất và chưa có dấu hiệu sử dụng. Có bán lẻ sản phẩm hay không? Sản phẩm đây là chúng tôi sản xuất là áo riêng và quần riêng, và cũng bán giày riêng, quần riêng và áo riêng. Thì ở trên 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 form trên trên hình ảnh thì chúng tôi chụp cái bộ để khi mà các chị có thể mặc kết hợp giữa áo đó với cả quần đó. Về cái thanh toán bằng hình thức nào thì ở đây thì thanh toán bằng hình thức nào, và em cũng có nhận được cái câu hỏi là có thể mua hàng bằng cách nào, thì em sẽ gộp hai câu hỏi này vào và em trả lời như sau. Là quý khách có thể mua hàng trực tiếp và thanh toán trực tiếp trên các cái đại lý trên toàn quốc của Direct Pro, và cả thanh toán thì các anh có thể có thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, bằng quẹt thẻ. Rồi các anh các chị cũng có thể mua online qua website, qua fanpage của công ty, hoặc qua số điện thoại và bằng hình thức là các chị có thể chuyển khoản vào tài khoản công ty, thanh toán qua VNPay, một ứng dụng thanh toán thứ ba, hoặc là giao hàng và nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp với cái đơn vị chuyển phát. Thì ở đây thì tôi chỉ có một cái lưu ý như thế này ạ. Khi mà các chị mua sản phẩm của công ty ở các cái đại lý mà chưa phải là đại lý nhượng quyền của Donut Pro, thì các chị thì hãy vui lòng đảm bảo quyền lợi của chính bản thân mình bằng cách là các anh chị kiểm tra cái dãy mã mã tem xác thực ở trên sản phẩm. Thì mỗi một cái sản phẩm này chúng tôi đều có một cái tem xác thực ở trên sản phẩm ạ. Các anh chị ở trên đấy đều có hướng dẫn cụ thể là để xác thực như thế nào. Nó rất là đơn giản, nó chỉ có một hai bước thôi. Cào cái mã thẻ và nhập cái mã thẻ để mà xác nhận rằng là đây là sản phẩm chính hãng của Donut Pro. Thì chúng tôi cũng rất là mong nhận được cái sự phối kết hợp giữa khách hàng với cả công ty để ngăn chặn những cái tình trạng là rất là nhiều những cái đơn vị họ đã nhập hàng giả, hàng nhái để mà làm tính về cái vấn đề lợi nhuận, nhưng ở đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền lợi trực tiếp của khách hàng, và đặc biệt là ảnh hưởng đến cái hình ảnh như là thương hiệu của Donut. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì những cái câu hỏi, và các anh chị đã thực sự quan tâm đến cái sản phẩm của chúng tôi. Có bất kỳ một cái câu hỏi nào thì các chị có thể hỏi, gửi hoặc là comment, hoặc là gọi điện trực tiếp đến cái số 0799 818181 để chúng tôi sẽ đáp ứng trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến những sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi. Thì cảm ơn các anh chị rất là nhiều.